Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị hôm nay là ngày 27 tây tháng 11 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một số cái nội dung liên quan đến những cái trở ngại của cái gói Build Back Better Plan tại phía chi nhánh thượng viện của Quốc hội. Hiện giờ cái gói 1.750 tỷ này đã được thông qua bởi bên phía chi nhánh Hạ viện rồi nhưng mà Thượng viện thì có thể rằng là sẽ có một số cái trở ngại sẽ cần có cái thời gian để mà họ đàm phán và có thể là họ sửa đổi rồi đưa qua trở lại bên Hạ viện trước khi mà đưa lên Tổng thống Biden ký thì hiện giờ cái nội dung đó thì Ngọc sẽ chia sẻ trong cái đoạn đầu của video này đoạn sau thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị về cái biến thể hiện giờ người ta nói rằng là cái biến thể này rất là đáng lo ngại quý vị ơi Omicron thì cái này đó hiện giờ các các cái công ty phải sản xuất vaccine họ cũng đang nghiên cứu và có thể sẽ cho ra đời cái loại vaccine để có thể chống lại cái biến thể này trong vòng cái thời gian sắp tới nghe nói đâu đó là 100 ngày gì đó thì chúng ta chờ đợi xem từ cái kết quả của nói như thế nào quý vị nha thì đối với cái gói 1.750 tỷ đối quý vị theo như lời của thượng, uh, lãnh đạo đa số ở thượng viện thì sẽ thông qua cái gói này trước ngày lễ Noel thì bây giờ là người ta nghĩ vẫn còn nghỉ lễ Thanksgiving cái gói này thì đã thông qua bên phía chi nhánh hạ viện là ngày 19 tây tháng 11 rồi và ngày thứ hai tức là hai ngày nữa ngày hôm nay là 7 hôm 8 nghỉ nữa và hôm 9 quay trở lại làm việc thì khi mà họ quay trở lại làm việc thì họ sẽ có thời gian từ ngày 29 tây tháng 11 đến ngày 24 tây tháng 12 trong cái khoảng thời gian này họ sẽ phải đàm phán và thông qua cái gói này, nếu như họ có được sự ủng hộ của 50 thành viên của đảng Dân Chủ, ai cũng bỏ phiếu ủng hộ hết, thì họ sẽ đạt được cái 50-50, thì sẽ thông qua được cái gói này cho cái gọi là cái quy trình hòa giải đối quý vị. Họ dùng cái quy trình hòa giải Reconciliation Process. Thì cái Reconciliation Process này... Uh, thì người ta đã dùng từ cái gói cứu trợ đặc ba rồi và hiện giờ người ta cũng hy vọng dùng cái gói này trước khi mà mấy cái midterm election à, diễn ra thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái hy vọng ha quý vị ha cái hy vọng của bên phía đảng dân chủ thì họ sẽ thông qua cái gói này tuy nhiên Hiện giờ cái gói này có thể sẽ gặp trở ngại và nếu như trở ngại thì họ sẽ không được sự ủng hộ của tất cả thành viên của đảng Dân Chủ. Nếu như vậy thì sẽ không thông qua được cái gói này. Một số cái điều mà chúng ta lưu ý đó là cái phần Salt Tax Deduction. Salt thì là cái phần cap trong cái việc khấu trừ cái thuế State and Local Tax. Thì cái phần này là 10.000 người ta tăng lên thành 80.000 phần khấu trừ thuế đó quý vị thằng phần khấu trừ thuế tiểu bang và cái thuế local đó thì bây giờ người ta dự kiến người ta đề xuất là tăng lên đăng lên thành từ 10.000 thành 80.000 thì ở đây người ta nói rằng à, là một cái việc giảm thuế cho những cái người mà không đúng á wrong people tức là họ giảm thuế cho những người giàu nhưng mà trong khi đó thì người dân lại hy vọng những người lao động, những người thu nhập thấp được giảm thuế, được lợi này kia khác nọ. Nhưng mà nếu như cái này được thông qua bây giờ Thượng Viện á, thì có thể là họ sẽ sửa đổi cái điều này. quý Có thể là họ sẽ giảm xuống hoặc có thể họ sẽ bỏ cái phần này ra. Thì không biết là như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi xem thử cái con số. Nó có thể là 80.000, có thể là một cái con số khác. À, thì cái phần... À, state local tax deduction thì thực sự khi mà mình nhìn vào cái hồ sơ thuế của mình thì mình sẽ biết được cái phần tax deduction của mình là bao nhiêu. Không biết là quý vị có thuộc người giàu hay không thì quý vị nhìn vào hồ sơ thuế của mình và xem thử là mình có phải là người giàu hay không quý vị nha. Cái này á Ngọc nói đùa nói giỡn thôi chứ còn mỗi hồ sơ thuế của mình à, mỗi hồ sơ thuế là mình tự biết quý vị chứ không ai ít ai mà đi share cái hồ sơ thuế của mình cho người khác cả. Rồi bây giờ đó cái phần mà dân nhập cư trong cái dự luật này đối với những cái điều khoản về immigration thì người ta nói rằng á những người mà nhập cư vào Mỹ và sống ở Mỹ kể từ năm 2011 trở về sau nè thì trong cái nội dung của cái dự luật này họ sẽ cứu trợ là những cái người này sẽ không bị trục xuất khỏi Mỹ và họ sẽ nhận được cái giấy phép để đi làm. À thì trong số những người này thì họ dự kiến là khoảng 6.5 triệu người nhập cư kể từ năm gọi là sống ở Mỹ kể từ nhanh 2011 thì có thể sẽ không có bị trục xuất khỏi Mỹ. Đó là một cái điều mà chúng ta lưu ý là người ta cũng có một cái phần tiền để hỗ trợ những cái người nhân nhập cư. À, và cái dự luật này có thêm một cái phần nhỏ nữa và có thể sẽ không được sự ủng hộ của bên phía chi nhánh thượng viện đó là hiện giờ người ta có thể tăng cái khả năng nhận thẻ xanh cho những người sinh ra ở nước khác mà và vào Mỹ làm việc đối với vị, à, để đáp ứng được những nhu cầu về tuyển dụng cho những cái ngành nghề những cái ngành nghề về công nghệ đối với vị. chứ không phải là lao động à, phổ thông lao động bình thường mà những cái ngành nghề có à, liên quan đến trí tuệ và kỹ năng thì ở đây là cái phần mà hôm bữa trước ngọc có nói là chính quyền tổng thống biden thì cũng có đưa ra khoảng là bao nhiêu tỷ đó để đưa vào cái phần immigration này nhưng mà hồi đó thì ngọc không có rõ cụ thể là như thế nào thì bây giờ chúng ta thấy rằng nó có hai cái mục như vậy thì ở đây ngọc muốn chia sẻ một chút xíu về cái biến thể này Omicron này thì cái biến thể này nó không phải là biến thể Delta quý vị mà hiện giờ người ta đang rất là lo ngại cái biến thể này. Bây giờ các công ty sản xuất vaccine để mà chống lại COVID-19 ở Mỹ thì hôm 26 tây tháng 11 họ nói rằng á, là họ đang nhanh chóng nghiên cứu, phải nói là nhanh chóng nghiên cứu để mà có thể tìm ra cái loại vaccine để chống lại cái biến thể mới này, một cái biến thể gọi là dễ lây lan hơn rất là nhiều đó là theo cái nguồn tin của CNBC, Fox Business tất cả họ đều đưa lên những cái thông tin này. Đây là một cái biến thể mà người ta nói rằng cái tổ chức y tế thế giới họ nói rằng đây là một cái biến thể rất là lo ngại quý vị, rất đáng lo ngại vì nó có thể tạo ra một cái rủi ro tái lây nhiễm cao, tái lây nhiễm cao quý vị nha đây là một cái biến thể người ta so sánh với những cái biến thể trước thì nó nguy hiểm hơn rất là nhiều và rất đáng lo ngại. Thì ở đây Ngọc thấy rằng ba công ty Pfizer, BioNTech, Moderna và Johnson Johnson đều có những cái nghiên cứu về cái vaccine cho cái biến thể này. Và cái biến thể này có cái tên là B11529 và hiện giờ đó thì Công ty Pfizer họ nói rằng là chúng tôi hiểu rõ cái sự lo ngại của các chuyên gia y tế cộng đồng và ngay lập tức họ đang nghiên cứu, tức là họ cũng gấp rút, đó, họ nghiên cứu về cái biến thể uh, Mike, uh, Omicron này. Và có thể rằng là trong vòng khoảng vài tuần nữa họ sẽ có cái kết quả, quý vị. Và những cái công ty khác, ví dụ như là công ty Moderna. cho công ty Moderna thì... Họ cũng đang phát triển, đang nghiên cứu và chết, tức là họ cũng đang nghiên cứu phát triển và có thể là họ sẽ chế tạo ra những, một cái loại vaccine đặc biệt để dùng chống lại cái biến thể Omicron này. Và công ty Johnson Johnson hôm thứ sáu hôm qua đó họ cũng nói rằng là họ đang thử nghiệm cái vaccine này. À, thì bây giờ là có thể trong vòng 100 ngày tới chúng ta sẽ có cái, kết quả về cái vaccine à, nhưng mà chúng ta thấy rằng là vaccine thì cần phải sự chuẩn thuận của fda này nọ cho nên là hiện giờ chúng ta cũng hết sức là cẩn thận quý vị nha tại vì trong cái mùa lễ này ai cũng à thứ nhất là mình gặp gỡ nhiều người nè gia đình rồi người thân rồi có thể là bạn bè hàng xóm nè rồi mình đi mua sắm này kia khác nọ mình đi chơi này kia khác nọ thì rất là nhiều người có thể là chúng ta sẽ tiếp xúc cộng đồng nhiều hơn và nhiều khi trẻ em chưa có được chích vaccine đúng vậy cho nên là chúng ta cũng rất là cẩn thận con của Ngọc thì đã chích cái liều thứ nhất rồi và cũng đang chờ đợi cái liều thứ hai cho nên là Ngọc cũng hết sức là cẩn thận khi mà ra đường và dĩ nhiên là ngọc vẫn còn đeo khẩu trang quý vị ơi à, và hiện giờ có một công ty nữa ngọc chưa nhắc đến đó là công ty astrazeneca họ cũng nói là họ đang nghiên cứu về cái biến thể mới này và cái vaccine chống lại cái biến thể mới này nhưng mà à, cần phải có thời gian quý vị nha tại vì à, hiện giờ thì à, nói chung thì à, pfizer là dường như là họ dẫn đầu về vaccine cho trẻ người lớn, vaccine cho trẻ em, rồi tiếp theo đó là một Moderna, tiếp sau đó là Johnson Johnson, AstraZeneca thì dùng ở những cái nước khác nhiều nhưng mà ở Mỹ thì chúng ta không thấy nè. Cho nên là không biết là AstraZeneca như thế nào nhưng mà vaccine ở Việt Nam đó quý vị, thì Ngọc thấy gia đình Ngọc là có hai người ở Việt Nam chết vaccine rồi nhưng mà vẫn bị Covid quý vị gia đình của Ngọc đó thì nói chung là bị nhưng mà có vẻ là bị nhẹ chứ không có cần phải nhập viện thì um, việt nam thì dùng astrazeneca nhiều và dùng vaccine của trung quốc nhiều nè cho nên là ở việt nam cái tỷ lệ không biết là vì cái lý do gì nhưng mà ở việt nam cái tỷ lệ chích vaccine bị nhiễm covid khá là nhiều À, thì đó là cái thông tin mà ngọc biết thôi còn thực chất thì ngọc không ở việt nam cho nên là ngọc cũng không có biết là cái 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 thực tế nó như thế nào thì ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị như vậy hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo và quan trọng hơn hết là giữ gìn sức khỏe quý vị nha bye bye và xin chúc quý vị có một ngày lễ vui vẻ bye bye ngày hôm nay là cũng còn lễ vui vị <laughs> còn lễ weekend ok bye bye